Hôm nọ lúc mà tấm bạt bị lượt đấy ông là tầm độ mấy giờ không? 8-9 giờ. 8-9 giờ à? Mẹ ngủ say rồi ạ. Hôm mẹ đi ngủ nhà mới kia. À, thế là ôm mày là bỏ chạy đi ngủ trên nhà mới kia luôn à? Vâng. Tôi chỉ mong nói rồi, không biết nói nhiều. Tôi cảm ơn các chị vì giúp được tôi. Tôi chỉ muốn nói, không biết nói gì nhiều à. Ông gửi xin một lời chúc được không? Chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe các chị, các bác nhá. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ông gửi một lời chào tới các bác không nhé. Xin chào các bác, các chị nhá. Ông là vừa rồi là đi đâu về không? Ông vừa đưa cháu Mạnh đi học về. Đưa cháu Mạnh đi học à? Vâng. Ồ, thế là đi là có những cành củi nào thì nhặt luôn à? Vâng. Ông định đi lấy cỏ đúng. Hay là như nào? Lấy cỏ ấy. À, lấy cỏ đây, lấy cỏ đâu anh? Ông. Lấy đây tí lấy rồi. Giờ đi xem tí thử cháu tụt đi đâu. À, bây giờ đi xem cháu xong là mới đi lấy đúng không? Vâng. Rồi. Hôm nay cháu lại tiếp tục là xuống nhà ông. Bây giờ thì ông đi trước đi ông. Vâng. Ông đi trước cháu đi. Đấy, buổi sáng là đưa Mạnh từ lúc 6 giờ các bác, bây giờ hiện tại là tầm 7 giờ rưỡi thì ông mới về tới nhà. Về tới nhà là lủi hủi đi làm những công việc mà hàng ngày của mình rồi. Hôm qua là nhà ông là mưa là bị bạt nó bị bục hết hả ông? Vâng, bạt bị được hết đi. Vâng. Lượt đi bên lượt đi một bên hết rồi. Lượt đi một bên hết rồi à? Thế là chắc là trước là hai ông cháu mình buộc nó không có chắc, với lại là nó lâu quá rồi. Vâng. Lâu quá nó bị buộc rồi. Nhưng hôm kia là mưa to, mưa cả đêm nữa. Vâng. Gió to này chắc là ngôi nhà của ông chắc là bị lung lay hết đấy ông nhỉ? Vâng. Nhanh hết rồi. Vậy đến ông cứ đi trước đi ông. Vậy đến thời tiết hôm nay thì bắt đầu là hưởng nắng lên một chút cô bác ạ. À, nhưng mà mấy hôm nay mưa hôm nọ thì đi lên trên cái hoàn cảnh mới về. Thế là gặp mưa thì ra là bị ốm mất là mấy hôm luôn. Trời đang nắng thì cháu Lực vẫn phải mặc thêm một cái áo khoác. Tại vì nó lạnh không ạ? Mẹ Quyết thì có ở nhà không ông? Quyết đi hái chè rồi. Đi hái chè rồi à? Hôm nay ông không được hái chè à? Ông sắp đi mà đi trên kia là muộn quá rồi. À. Đông người chứ là nhặt hết, hái hết rồi. Đấy, bà con trong thôn của ông là ở trên đấy là có một đồi chè là gọi là đồi chè chung đúng không? Cứ một tháng là đi hái một lần, đã được phép là hái một ngày. Mình hái được bao nhiêu thì mình lấy bao nhiêu đúng không? Vâng. Đấy, có những lần thì ông cũng đã đi hái để mà đem đi bán đấy không? Tuần thứ ba nó đi cho đi hái đi. À. Mùa này nó mọc nhanh. Mùa này nó mọc nhanh không nhỉ? Một tháng thì 3 lần. Vâng. Đây con chó của ông thì ra tận đây để mà đón ông luôn cô bác này. Ông đi không? Đi. Chó. À này, không được đi. Đấy, ông thì nuôi là 2 con chó. Ôi, con chó bé của ông to đi nhỉ? Trời. Chó nhiều mấy con này. Sau khi mà hôm nọ làm mà xong cái tách với cô bác thì cháu Lực cũng chưa xuống xem một chút nào cả. Đi xuống xem mà nó có bị rò rỉ đâu không thì còn biết để mà đi đổi trả. Thật sự ra nếu mà cái tách này mà cô bác này bây giờ mà đem có bị như thế nào ấy, lại đem đi đổi trả ấy, lại vất hơn một chút. Đấy, nhưng mà tuy là nó vất thì về cái khoản mà thí dụ như mình khanh cái tách này lên trên thì có thể là lấy được 100 nghìn này. Thì là bên đổi cái tách người ta sẽ cho. Rồi, nó... Thế đó. Bé Mạnh thì đi học. Đến cuối tuần thì bây giờ mới lại được nghỉ rồi không nhỉ? Cô giáo bảo 2 tuần nữa. Hai tuần nữa được nghỉ hè đúng không? Ừ. Ừ. Cái lá này ông dùng để làm gì đấy? Cái chổi kia nhá. À, làm cái chổi à? Trẻ con ai lấy đâu vậy? À, chắc là Mạnh nữa, phải không?
phải đâu, mấy đứa lớn ấy, nhà à. Ông ở kia thì có à. Đấy, nếu mà ban ngày mà ông không treo lên thế này ấy ông ạ, là gà nó về đây ỉa ấy là nó bận nó ấy lắm. Vâng. Hôm qua thì bị cái này hôm qua ấy. Vâng. Bị đây làm lại mà. À, làm lại đúng không? Hôm qua thì cháu Lực cũng bị ốm quá không bác, thành ra là không có xuống được. Thành ra là bạn Nghiêm là cũng xuống để mà giúp đỡ cho ông là về cái phần máy, sửa lại cái phần máy này. Này là mưa là nhà là rung luôn đấy ông nhỉ? Vâng. Chó ấy được mấy tháng tuổi không nhỉ? Được mấy tháng rồi nhỉ? Hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng rồi. Đấy, thời gian vừa rồi thì các bác cũng theo dõi ở trên kênh của bác thì các bác cũng đã biết được rằng là hiện tại cái số tiền quý của hai ông cháu là bao nhiêu. Thì cho phép cháu Lực xin được phép là nói lại thêm một lần nữa, cũng như là nói lại cho ông nghe, lại tất cả các bác khán giả trên kênh cùng nghe của bác. Để mà cái khoản kinh phí để làm ấy thì là vẫn chưa có đủ các bác ạ. Ở đây thì cháu Lực cũng đã lên một cái bản vẽ và lấy vật liệu công cán mọi cái rồi. Đấy, cũng như ở trên nhà của em Sử đấy. Vật liệu đấy thì có thể là giá sắt ấy nó sẽ lên độ tầm là chênh lệch là có thể xuống là 1-2 nghìn, xuống đến 1 nghìn hay là lên tới 2 nghìn. Thế còn là về riêng công thợ của nhà ông ấy thì là một cái khoản cũng rất là lớn ông ạ. Công thợ làm nhà với lại cái công thợ vận chuyển từ trên đường lớn trên đây thì giờ cháu Lực sẽ cho đội mà làm nhà đấy các bác là bao trọn lại một gói luôn. Thì hiện tại là cái phần kinh phí của cháu Lực ấy cầm ấy thì là được hơn 100 triệu rồi. Và ở đây thì cũng có được sự đồng hành của chị Giáng My nữa. Chị cũng có giúp đỡ cho anh cháu thêm là 20 triệu. Thì coi như là số tiền đấy là được 120 triệu rồi các bác ạ. Và cái khoản mà còn 70 triệu còn lại thì là vẫn còn đang là chưa đủ các bác, còn đang thiếu. Thì nếu như mà cô bác anh chị cháu Lực rất là mong sẽ được cái sự đồng hành của các bác là hỗ trợ cháu Lực cùng 12.000 người khán giả đang xem hay là các bác đang xem thì cho cháu Lực xin là 100 đến 200 nghìn. Đấy, tùy vào những cái lòng hảo tâm của các bác gửi tới cho hai ông cháu thôi. Bây giờ thì là một điều cần thiết nhất là làm nhà rồi. Đấy, không ước mơ cao sang rằng là sẽ làm một cái ngôi nhà to như ngôi nhà của em Sử cả. Ở đây thì là mối hoàn cảnh nó là một cái duyên với lại Mạnh Thường Quân, cho nên là cũng không thể là bằng nhau được, cũng không thể so sánh là nhà này đẹp hơn nhà kia hay nhà kia đẹp hơn nhà này. Thì các bác cũng đừng so sánh ở trên kênh. Hay nếu như mà về cái nhà hai ông cháu mà có một cái mảnh đất mà gần đường ô tô thôi thì nó sẽ không đến là cái số tiền là 190 triệu cả. Đấy, thì hiện tại là kinh phí vẫn còn đang thiếu thì cháu Lực sẽ rất là mong sẽ được sự là đón nhận sự chung tay của các bác dành tặng tới cho hai ông cháu. Cháu Lực cũng biết là cái đồng tiền của bác ạ, đi làm thì rất là vất vả. Như ông thì một ngày thì ông cũng đi làm được có 100 đến 120, thậm chí là ngày cao nhất là 150. Ông thì có vẻ như là mấy hôm nay là gầy hơn đi sao không? Không, gầy hơn mà. Cảnh... Mấy hôm nay là làm gì mà thấy ông gầy hơn nhiều đấy nhỉ? Ngày ông sắp bị cảm. À, cũng sắp bị cảm mà. Ông chịu khó. Áo mưa, nọ cháu cũng mua hết, mua cho ông ấy. Các bác cũng gửi cho ông ấy thì ông xem là hôm nào mà mưa thì ông cứ đội áo mưa đi học, à đi làm. Vâng. Đi cái cắt cỏ mọi này kia kìa. Ừ. Cứ dính mưa cái là đôi lúc mà mình không biết đâu sức khỏe. Ừ. Tự dưng lúc đang khỏe mạnh ngày mai dính mưa cái là ngày mai ốm luôn. Đúng rồi. Hôm qua thì có trận gió rất là lớn của bác này, bị thổi hết bạt của ông là bay ra một phía, nhưng mà rất là may là hai ông cháu là không có bị ảnh hưởng tới gì tới sức khỏe cả. Còn bên này thì ông nội cháu Lực cũng đã làm tạm một cái chỗ gọi là để một cái nước, để một cái tách nước cho ông. Vậy hai ông cháu thì có thể là rửa bát hay là tắm giặt ở đây cũng được. Ở
nước này thì rất là sạch cô bác ạ. Bây giờ thì hai ông cháu không phải đi sách xa nữa, nguồn nước thì cũng đã có nguồn riêng rồi. Đấy, cái này là cái chuồng trâu ông làm tạm bợ thôi cô bác này. Đi chặt một hai cái thanh tre về ta để làm thôi. Ông là bây giờ đi đâu làm gì không ông? Đi lấy cỏ một tí à? Đấy. Đi vừa mới đi đưa bé Mạnh đi học về là đến nhà là thời tiết vẫn còn đang nắng nắng này cô bác này. Là vẫn cố gắng để mà đi lấy cỏ về cho trâu. Sáng nay xuống sớm sớm thì tưởng là mơ rồi, mưa rồi ấy, bây giờ tự dưng cảm thấy là nóng nóng. Nóng người quá. Thời điểm cái thời gian này hình như là bị cúm ấy ông ạ, ai cũng bị cúm. Cái đèn này mình chôn bằng cái xi măng thì chắc lắm ấy ông nhỉ? Chắc đấy. Gió to thì cũng không có bị ảnh hưởng tới nó bị đổ cả. Thôi cái này gì, nó không để. Cái cột này là không còn được nữa ông ơi này. Kia cũng được rồi. Thế là bây giờ cái cột trụ là cột nào không? Cột kia đây. Cột trụ là cột chuột này à? Wow. Cột trụ ngôi nhà bây giờ là cột ở phần phía bên này này cô bác này. Ở đây ông thì cũng giảm rất là đơn sơ đúng cô bác. Dùng những cái tấm nặt này này để mà buộc vào. Một khi là những cái tấm nặt này buộc là nó bị mục với các bác, là nó sẽ bị sụp xuống luôn. Cột này có nó cũng mọ. Đây nhà rồi. Ông nó bị mục hết rồi còn gì nữa đâu. Đây này, nếu mà mưa quá thì gió to quá thì là bị thổi bay rồi. Ở đây thì ngôi nhà của ông này còn rất là may là ở chỗ nhà của ông với các bác này nó thấp. Thành thước rồi không thì. Nó thấp ấy, nó mà nó ở trên cao như ở tầm chỗ khu chống lực ở ấy thì là nó đã không biết là giờ nó đã tan tác như thế nào rồi. Lại xung quanh những cái ngôi nhà ở phần phía gần nhà ông cô bác ở ra cái chỗ mà mảnh bên kia đấy, người ta cũng làm nhà bằng hoàn toàn bằng gỗ thôi đấy, nhưng mà tuy nhiên thì hai ông cháu ấy ở một cái ngôi nhà mà chỉ gọi là đủ hai ông cháu để ở thôi, còn như trâu này cái thì là buộc ra ngoài nó không có dám để ở trong nhà nữa, tại vì là nó để trong nhà thì nó sẽ kéo đi. Không có gì, có cái cổ dài chưa nhận hết, không có nhà lên một tí được một bó. Thế có ông là làm cỏ trong ruộng này à? Cái loại lá con quăng này nó là có con sâu đấy ông nhỉ? Này ông phun thuốc sâu chưa? Phun rồi. Thuốc sâu đúng không? Ông lọ lúc mà tấm bạt bị lượt đấy ông là tầm độ mấy giờ không? 8-9 giờ. 8-9 giờ à? Mẹ ngủ say rồi à. Ôm mẹ đi ngủ nhà mới kia à. Thế là ôm mày là bỏ chạy đi ngủ ở trên nhà mới kia luôn à? Vâng. Ôi, thế nào bây giờ ấy? Tìm tiền mua giống lúa đi. Mua giống lúa? Thế giống lúa ông là ông trồng lúa gì? Lúa tầm miêu á, họ bán. Tầm miêu ở đấy là một gói bao tiền không? 90, 100, 120 có ba loại. À, nhiều loại lắm.
Thế là ông muốn mua loại nào để cháu đi mua đâu? Không nói thì mua cái loại nhưng số 3 thì về cái nó không tốt rồi. Không tốt à? Thế là năm nay ông định muốn là trồng giống gì? Ông định tìm cái giống Lào Cai. À, là thế là cứ trồng giống Lào Cai là được đúng không? Mới ngay lấy à mới phải lấy mười gói về trồng xem. Vâng. Thì lấy hết kia thì sự nó cũng nên là phun nên tất cả rồi. Vâng. Cái này thì là ngô này có phải ngô nếp không? Hả? Ngô này có phải ngô nếp không? Phải ngô nếp đâu. Phải ngô nếp à? Ngô thường thôi à? Ngô thường nhưng mà ngô trắng. Cắt cỏ đi. Cái ngô này thì ông trồng ở gần cái cây to quá nên ra là nó cũng không có phát triển to hơn được không ạ? Ôi nước suối như vậy hôm nay mới to nhỉ? Không nhỉ? Đó. Con nước lũ con chảy hết dưới đi. À. Thế thì tới. Cái lá cây hôm nọ đi lấy cát đó. Cháu tự đi xuống ấy xem là có lấy được một chút ra cắt thì xem là có cắt nhiều không. Nếu mà cắt nhiều thì là ông cháu mình có thể tận dụng cắt ở đây một chút. Nhưng mà chỗ này thì nếu mà để mà vác lên các bác ạ thì cũng khá là vất vả đấy. Hôm nọ các bác cũng nhìn thấy là mấy anh em đi lấy một ít thôi các bác. Có vẻ như là sau có một trận mưa lớn đúng không á, là nó quét hết cái lá của nó đi này. Nhưng mà cái cát này hình như là nó bị dính đất khá là nhiều các bác ạ. Dính đất nhiều quá thì chắc là cũng không dám lấy làm nhà đâu. Lấy làm nhà thì sau này nó khi về lâu ấy nó bị nứt ra, nhà nó bị nứt ra nó bị đổ. Cát này thì là có thể thích hợp làm cái cát cát chắt được không bác? Cát này. Đấy, còn là về cái hố này rất là sâu, thỉnh thoảng thì Mạnh cũng trốn bên ngoài để mà tắm đấy không bác? Hôm qua chắc là mưa lớn quá cô bác ạ, đây này. Cô bác có thể nhìn thấy là sau khi mà tạnh mưa đấy thì là cái cơn lũ nó cuốn đi là biết bao nhiêu cái rác này mắc lại như thế này. Ông thì đang lấy cỏ trên kia thì bây giờ cháu được xé đi lên trên là hộ ông lấy cỏ một chút đó. Cái này dưới kia khá là nhiều đấy ông nhỉ. Đấy, nhưng mà nó có nhiều đất quá ông ạ. Ông ơi cho cháu cắt thế nào. Cháu cũng lâu lắm không cắt cỏ này đấy. Đợt mà hồi nhỏ cháu hay đi cắt cỏ này xong thi nhau cắt đấy không ạ? Ôi, mẹ chứ em ở đây mày. Nên đừng đâu. Cậy mới cậy. Chó của ông là đi đâu là đừng đi theo đấy nhờ? Nói. Cái cây này như kiểu cây thuốc hay không? Cây này cây gì đấy nhỉ? Không biết nên thuốc không? Cây gì không biết. Ông không biết cây gì à? Thấy đẹp đẹp như kiểu cây không? Như kiểu vào cây thuốc ấy. Có nhiều mà còn thấp lắm. Có nhiều hơn thấp hay không nhỉ? Cây này cháu cũng thấy người ta mang đi bán đấy. Tháng 5. Cái này là để bán mà. Như ông này thì hiện tại là cũng gần được 60 tuổi rồi ông nhỉ? Được gần là 60 rồi. Bé Mạnh mới được có 5 tuổi. Thế nhưng mà khi mà bé Mạnh được từ mà 70-80 tuổi. Thế là thầm rồi. Dạ? Còn có đậm cho mấy em. Thế này á? Cái này cây trồng rồi nhỉ? Ông trồng. Cây là cây gì ông? Cái cây gì đấy, cái chỉnh rừng già về. Quay trở lại cái câu chuyện mà nói về so với cái độ tuổi của bác thì nếu mà độ Mạnh là tầm được 7-8 tuổi ấy, thì lúc đấy ông cũng được hơn 60 mấy rồi nhở?
đến là lúc đấy thì Mạnh lại biết ra làm nhiều việc hơn. 18 tuổi thì chung là 62, 63 rồi. Chung là cháu cũng có duyên với lại ông, với lại các bác mạnh thường quân nữa. Thành ra là giúp đỡ hai ông cháu về cái trong khoảng thời gian này thì rất là hợp lý. Nếu mà để thêm vài năm nữa mà cháu mới có duyên với ông thì đến lúc đấy thì cháu còn sợ là Mạnh là bỏ học ở nhà là phụ giúp ông ấy. Hai ông cháu thì cũng rất là có duyên với lại hai chị Nguyệt Thúy của bác ạ. Ôi con sóc ạ, phải đi. Đâu không? Nhảy bên kia. Con sóc à? Sóc ạ, đi hàng đá kìa. Thật sự ra những đôi khi các bác là làm những công việc này, các bác bảo là đeo bao tay đi các bác. Đeo bao tay thì kiểu nó làm nó không thành một thói quen ấy. Thành ra là đeo nó cũng rất là khó. Không quen nó khó lắm. Vâng, đấy các bác cũng muốn gọi là muốn tốt cho những hoàn cảnh mà cháu Lực đang đi chia sẻ thôi. Trong lúc mà làm ấy thì có những cái đồ bảo hộ ấy. Hay ngoài những câu chuyện mà chia sẻ về ngoài luồng ấy, đôi lúc thì cũng rất là ức chế của bác ạ. Khi mà được các bác mạnh thường quân gửi cho rất là nhiều quần áo mà mặc quần áo không đau vào đâu cả. Quần áo từ năm bao nhiêu rồi ngắn tún này vẫn còn mặc. Nhưng khi mà chưa có thì cũng không thể nói được đấy. Nhưng mà khi có ấy thì các em lại như kiểu dạng là thờ ơ một chút. Nó mẹ nó bé tí về quần rách một tí không mặc đâu. Quần rách tí là không mặc rồi à? Ừ. Quần nào mà không rách thì mới mặc đúng không? Yeah. Bé Mạnh thì cũng được à? Rất là nhiều các cô bác anh chị là gửi đồ chơi này, gửi quần áo này. Thế có ông bà quần vá đít, áo vá vai cũng mặc. Cái này trước đấy, trước là quần vá thì cũng mặc à? Ừ. Nhưng mà đợt đấy là còn nhỏ nhỉ ông nhỉ? Nhỏ. Quần thì vá biết rồi, áo vá vai. Nhưng chú bắt mái thì nó vai dắt hết rồi vá lại. À. Thế trước khi trước kia là ông ấy từng nhớ là Mạnh có bao nhiêu bộ quần áo không? Nhớ đâu, nó mua lâu lâu mới mua được một bộ thôi ông nhỉ? Ừ. Được bao nhiêu rồi ông? 895. Số này hết rồi ông? Hết rồi. Đưa rồi. Thế buổi sáng đi học, buổi sáng đưa Mạnh đi học về là ông cứ đi cắt một bó cỏ này xong rồi mới làm gì nào? Vâng. Cắt thì châu không có gì ăn nữa. Thưa các bác, cháu Lực thì là người con sinh ra ở vùng núi cho nên là tất cả những cái mọi công việc ấy, thành ra là cháu Lực không có ngần ngại gì cả. Trừ phi là hôm nào ốm quá, thành ra là mới không có làm được thôi. Và bây giờ thì cùng ông đi về đâu các bác ạ? Về thôi. Phụ nhầm bất cứ ai nào. Cái này là nên cắt đi cho cháu được không ạ? Ừ. Vì nó hết đúa rồi. Mới giao hoa đấy. Cháu tưởng là hết rồi chứ.
có con này đâu. Ui, có con sâu cái nhiều quá. Mong sao là năm nay là cái vụ mùa lúa của nhà ông của bác này nó sẽ được thu hoạch năng suất hơn. Đấy, còn nó đến đây còn chuột được cắn nhiều lắm. Chuột được cắn rồi hả? Ừ. Có vẻ như nhà ông này có khá là nhiều chuột đấy nhỉ? Ừ. Đây, còn về cái diện tích của nhà ông đấy các bác, thì nếu mà thời gian nữa đi vào làm ở đây này các bác này thì sẽ phải là đào thêm cái nền nhà một chút. Đào thêm cái nền nhà một chút thì nó mới đủ diện tích được. Hiện tại thì bản vẽ thì cho Đức cũng đã thiết kế xong hết rồi. Đấy, chỉ bây giờ nếu mà như được các bác yêu quý ấy, thì cho Đức sẽ tiến hành và đi vào làm luôn. Nếu mà trong thời gian tới các bác là về cái khoản làm nhà đấy cô bác ạ, thì cái số bây giờ còn thiếu là 90 triệu đấy. Thì 90 triệu cho Đức cũng đã tính rồi rằng là nếu mà không có đủ số tiền đấy thì là sẽ không có ốp gạch nữa và không có chắc nữa. Trong này thì ông đem nuôi được tầm độ bao nhiêu năm rồi không? 3-4 năm. 3-4 năm à? Thế là ngang gần bằng tuổi Mạnh ấy nhỉ? Ừ. Nó về bé tí rồi. Trâu này thì là ông nuôi lâu thế này thì chắc là bây giờ là nếu mà thịt chia thì là mỗi người sẽ được một nửa. Trâu này bây giờ cũng xuống giá rất là nhiều bác trâu á. Không như ngày xưa nữa. Ngày xưa nếu mà con trâu này độ ít nhất là được tầm hơn 50 triệu. Cắt về có cho nó ăn không cần thái. Không cần thái luôn. Ông nói từ nhỏ là nó không cần thái này ra là bây giờ nó quen rồi không ạ? Ừ. Bây giờ nếu mà ông thái quả nhỏ nhỏ cho nó không biết ăn đấy. Ừ. Ở trên bản thì chia sẻ với cô bác một chút này. Nhà nào mà có nhiều trâu nhiều bò nhất là nhà đấy là đại gia. Trước kia đấy, còn là bây giờ thì cháu cũng không biết được. Tại vì là cái kinh tế nó bị suy thoái rồi. Ở đây có con gì to quá không ạ? Đây này. Đấy. Cái này ăn. Coi này nó hút máu trâu ạ. Trâu nhiều lắm. Đến buổi sáng được 6-7 con. Trên bản thì nếu mà như gia đình nào mà có nhiều trâu này, nhiều bò hay là nhiều đất ấy, thì là âu tu là lấy vợ rất là sớm. Trâu nhiều nó có phân nó cho dùng. Đúng rồi. Trâu nhiều thì có phân cho đi vào ruộng ấy, thành ra là ruộng năng suất nó tốt hơn thì thành ra đẻ ra được nhiều bao hơn. Đó, thế là thành một cái vị đại gia trên bản luôn. Ôi. Gà nhà ông là chạy vào trâu nhiều lắm ấy. Anh thưa các bác, công việc buổi sáng của ông thì ở nhà là cứ lặp đi lặp lại như thế này thôi. Đấy, và vấn đề hôm nay cháu Lực xuống ấy thì cũng thứ nhất là vừa chia sẻ về cuộc sống của ông, thứ hai là hôm qua thì mưa báo rất là lớn, cháu Lực cũng muốn là xuống đây xem là ngôi nhà của ông thì có bị sập hay là bị thổi đi không. Có vẻ như ai đang vào nhà ông sao nhỉ? Bà đã đi lấy củi thôi nhỉ? Ôi bà, có thể là bây giờ chó đang hơi sủa một chút cô bác, nhưng mà cháu Lực sẽ cố gắng nói to. Ngày 18 tháng 4 ông ạ, thì là chị Nguyệt có gửi cho ông là một cái khoản. Ở
trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Hai con trai ông thì cũng gọi là coi như là một người cũng là thành viên trong gia đình của ông, là chuyên gia nhờ cho nó là giữ của cải ở nhà trong đấy. Cháu Lực nhìn thấy là sủa rất là to, rất là lớn, cháu cũng rất là ghê đấy. Nhưng mà cháu Lực đi xuống các bác cháu Lực cũng đã ghi hình rồi. Chó nó có một cái linh cảm, một cái gì đấy. Nhưng mà con nào chó hay con nào hung dữ thì cũng phải nên tránh đi. Thôi vừa rồi thì đang nói dở đến cái câu chuyện mà về cái khoản hai chị Nguyệt Thúy gửi cho cô bác. Ngày 18 tháng 4 thì hai chị Nguyệt Thúy đã gửi cho cháu Lực là 5.052.000. Và trong đó thì cháu Lực mua tách nước là hết là 4 triệu đồng. Cháu sẽ bao gồm là cả công cháu Lực thuê người ta vận chuyển từ dưới huyện lên cô bác nhé. Ở trong xã cháu Lực thì không có ai bán, thành ra là cái giá nó sẽ hơi đắt một chút. Và cái tách này là một khối 2 cô bác nhé. Cháu Lực hay bị ngọng cái tách với lại cái tách ấy cô bác, rất là mong các bác sẽ thông cảm nhé. Và mua cái nguồn nước là sẽ 500.000 thì cháu Lực sẽ đưa cho ông để mổ, để ông đưa cho mẹ Quyết. Và còn về giấy tờ mua bán này thì cháu Lực sẽ làm và đi xuống để cho mẹ Quyết đăng ký sau. Và mua nước với lại thêm một nước ngọt, mấy đồ gọi là đồ ăn đồ uống khi mà xuống làm thôi các bác, là hết là 500.000. Và còn dư là 52.000. 52.000 này thì là cháu không biết là mua cái gì cho ông, thì cháu gửi cho ông để ông để ông tự mua nhá. Thì cháu bây giờ cháu không có tiền lẻ thì cháu gửi ông là 100.000 luôn. Đấy. Để lúc nào mà ông lúc nào mà ông có đồ mật ong gì thì cháu sẽ trừ vào đấy thôi nhá. Đấy. Còn 500.000 này thì sẽ để ông làm gửi cái tiền mua nguồn nước ông nhá. Rồi. Đấy, đấy là cái khoản là 5.052.000 của hai chị là Nguyệt Thúy là sẽ hết cô bác nhá. Ở đây thì cháu Lực vẫn sẽ có một cái quý để mà gửi cho hai chị Nguyệt Thúy sau nữa. Ông có lời nào muốn nhắn nhủ tới cho hai chị không? Tôi chỉ mong nói rồi, không biết nói nhiều. Tôi cảm ơn các chị vì giúp được tôi. Tôi chỉ muốn nói, không biết nói gì nhiều à. Ông gửi xin một lời chúc được không? Chúc sức khỏe. Rồi chúc sức khỏe các chị, các bác nhá. Thỉnh thoảng mà cháu đưa tiền cho đi mua thịt thà về ăn một tí ông nhá. Vâng. Không thấy hai ông cháu là thấy ông là mấy hôm nay là gầy đi á. Đấy, cứ sau một trận ốm là gầy. Cháu Lực cũng thế cô bác ạ. Ốm. Cháu Lực cũng thế là sụt mất hẳn đấy, độ tầm là hơn 1 cân đấy cô bác. Ốm mấy hôm mà có hôm thì là rất là khó thở luôn. Đấy, còn về cái vấn đề mà làm nhà cho cô bác ấy, thì một lần nữa làm nhà cho hai ông cháu đấy cô bác, thì cháu Lực xin được nói lại thêm một lần nữa, sẽ rất là mong sẽ được sự đồng hành của các bác khán giả Mạnh Thường Quân ở trên kênh, là đồng hành của cháu Lực để giúp đỡ cho hai ông cháu có một cái ngôi nhà khang trang. Điều lớn nhất bây giờ hiện tại là thực hiện cho nhà hai ông cháu một cái ngôi nhà là quá là tuyệt vời các bác. Đó là những cái tấm lòng vàng của các bác gửi tới cho hai ông cháu. Đấy, cái thước phim này thì cũng khá là dài, chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi các bác. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh của bạn em. Xin chào các bác. Tôi xin chào các chị, các bác.